một số vấn đề liên quan đến Phật pháp thì Ngài cho phép chúng ta hỏi. Ta sẽ coi bắt đầu câu hỏi đầu tiên. Sulung sedo Atupati Pamude sedo ni qua Atupati Atema yatu Atida yaro sedo va Lenoma deyo Sa lemati Tomame Anapana Atomino Ariya Bogo
sao nó mà mình đang được tiên nó mới ra được phong nhiên bao giờ nên cho bà đấy cháu ngã chuẩn đoán rồi thầy anh này tùy rồi thầy anh ạ ở với sao thì nó ra cô thà lấy cô quên đi sự gì đó vượt khai mà quên này tâm ái thì ra làm gì đó phải biết đến nhân gì đó tu ai hay làm sẽ đó đấy tu cái tâm ái nhau một chi này đó ô xin ta này nhà đó tu à xin nhân này bao gồm được u bộ tại ngắm gì ngắm đây đây nhân này là phù mà chui đi chui là đi chui của ông sa đi này đâu bà đấy ấy đâu nhân này đấy ô mình nhớ này tu bảo là số đấy nếu sao sẽ cái đó nên này tu à chui như thế vào đấy ấy bà làm gì chắc ăn cháo nhiều đi đó thấy ăn này thì mà ông sa đi ngủ về tu ngủ nhìn nói mình nó làm gì này tu bảo đi ngủ giả đi đó khả năng ngủ giấu nhà ngủ nếu sao đâu cả nhà đã siêu khai mà đấy à ha xí đâu cả nếu sao đâu cả đâu cả đâu cả nhà đã đâu cả nhà nghề bưu mẹ yêu nghề bưu mẹ siêu nghề bưu mẹ số đấy bà làm gì ăn đó mẹ nhà phụ nhà nhà cô đi cả sông cháu được phụ sẽ bà đấy cha nên bà làm gì ăn đấy ta mà bút chữ gì mà nhà này này bà làm gì này xin mà bà mẹ khi mà nói đến khi hành được parami thì rất là đau. Một người thực hành bố thí trì giới hành thiền cũng có thể gọi là đang thực hành parami. Thì parami cái nghĩa đen có nghĩa là những cái công việc và đây là những cái phước thiện của những người có những cái sở nguyện lớn, những cái công việc của những người có những cái sở nguyện lớn. Thì những cái sở nguyện ở đây đó là một cái sự giải thoát khỏi khổ đau hay là giải thoát khỏi những cái phiền não nó dẫn dắt chúng sanh trong cái quá trình tự sinh luân hồi trong tam giới. Liên quan đến những cái parami mà nó hỗ trợ cho cái sự chứng đắc đạo quả là một cái sự thực hành ở trong quá khứ. Thì đối với một người ngay trong cái đời sống cư sĩ hay là dù không có biết chữ nhưng mà cái người đó đã từng thực hành ở trong quá khứ và hôm nay thì gặp lại những cái cách thực hành tương tự, cho nên cái sự thực hành của cái người đó đi rất là nhanh vào thời Đức Phật. Có nhiều cái câu chuyện của một số hành giả. Thứ nhất đó là có một số người khi mà nghe các cái câu nó liên quan đến tam tưởng như là các pháp hữu vi là vô thường, là các cái pháp hữu vi tất nhiên là các cái pháp có điều kiện sinh diệt theo cái điều kiện của chúng thì gọi là các cái pháp hữu vi. Thì các cái pháp hữu vi là vô thường, các cái pháp hữu vi là khổ, các cái pháp hữu vi là vô ngã. Thì nghe những cái câu nói liên quan đến tam tưởng thì vào thời Đức Phật thì các vị họ nghe những câu nói đó bằng tiếng Pali và trong quá khứ họ cũng đã từng nghe những câu nói như vậy. Anicca Vata Sankhara là Dukkha Vata Sankhara là Anatta Vata Sankhara. Thì khi họ nghe những câu nói như vậy liên quan đến cái bản chất hay là cái trạng thái của nhân pháp và sắc pháp,
trong cái thời của chư Phật ở trong quá khứ và đến cái thời Đức Phật hiện tại, thì họ nghe Đức Phật hay là các vị thành tăng đệ tử của Đức Phật nói những câu đó, thì họ nghe là họ có thể thâm nhập được Pháp. Thì cái sự nghe này có thể gọi là Pháp Âm, hỗ trợ cho cái sự thực hành để chứng đắc đạo quả trong cái hiện tại. Và có một cái câu chuyện khác, đó là về Ngài Chula Pantaka. Ngài Chula Pantaka là có một người anh tên là Maha Pantaka, có là vì Pantaka lớn, Maha là lớn, còn Chula là nhỏ. Thì hai em, người anh tên là Pantaka lớn, còn người em là Pantaka nhỏ. Người anh Pantaka lớn thì là một bậc thánh ở trong giáo pháp của Đức Phật. Nhưng người em thì cái sự trí nhớ, cái sự thông minh rất là kém. Học một cái bài kệ 4 dòng mà 4 tháng thì không có phục. Cho nên là người anh, Ngài Pantaka lớn thấy như vậy, cho nên khuyên em thôi bây giờ em xuất gia, nhưng mà học hành là chậm quá, 4 tháng mà không có phục cái bài kệ 4 dòng, thôi bây giờ xả y để đi ra làm ruộng làm vườn có lợi ích hơn. Thì người em Pantaka nghe như vậy thì rất là buồn. Thì trước khi xả y hoàn tục thì đến một cái góc chùa ngồi rất là u trụ, và Đức Phật đã biết cái sự kiện như vậy, cho nên Ngài mới đi đến và hỏi cái nguyên nhân vì sao ngồi buồn rầu u rũ như vậy. Thì Ngài Pantaka nhỏ mới trình bày Đức Phật như vậy về cái sự kiện đã xảy ra. Người anh Pantaka bảo con hoàn phục để về làm ruộng vườn, thì Đức Phật mới khuyến khích lại, an tâm ở lại, và Ngài đã đưa một cái khăn bảo Ngài Pantaka nhỏ hãy cầm cái khăn này để đi lau lau nhà. Thì trong một cái thời gian ngắn lau nhà và thấy cái sự thay đổi của cái khăn, khi mà mới nhận cái khăn thì rất là trắng, nhưng mà sau một thời gian rất là ngắn lau nhà thì cái khăn nó chuyển qua dơ bẩn, và Ngài thấy được cái sự vô thường của cái khăn đó. Ngài đã chứng đắc đạo quả kèm với tứ tuệ phân tích và lục thông, những cái loại thần thông rất là đặc biệt. Thì sở dĩ mà Ngài Pantaka nhỏ có cái sự chứng đắc nhanh chóng như vậy là bởi vì ở trong quá khứ, và thời Đức Phật ở trong quá khứ, thì thời đó là một cái người thanh niên đi nơi này qua nơi khác, và sau khi đi một cái đường dài thì mồ hôi chảy ra và đã lấy cái khăn lau mồ hôi. Sau khi lấy khăn lau mồ hôi và thấy cái khăn nó thay đổi, và thấy cái bản chất thay đổi, bản chất vô thường của khăn đó, nhưng mà khi đó thì không có chứng đắc đạo quả, bởi vì cái sự thực hành nó chưa còn được chín muồi. Nhưng mà đó là một cái ba la mật để hỗ trợ cái kiếp hiện tại, để cho Ngài chứng đắc được đạo quả trong một thời gian rất là ngắn, nhờ thấy được cái sự vô thường của cái khăn.
thì những cái sự thực hành liên quan đến đoạn từ phiền não dẫn đến cái sự chứng đắc đạo quả ở trong quá khứ là những cái yếu tố của là ba la mật rất là quan trọng, yếu tố gọi là parami là ba la mật rất là quan trọng để hỗ trợ cái sự thực hành của mình trong hiện tại. Thì nếu như mà cái sự thực hành của chúng ta chín muồi và có những cái điều kiện tốt như là thực hành thiền tuệ, thấy rõ cái tam tướng, cái bản chất vô thường của vô ngã của nhân pháp và sắc pháp, thì sẽ chứng đắc được đạo quả. Nếu như mà cái sự thực hành của chúng ta chín muồi. Đối với trường hợp của ngài Xuân Luân Sai Đọ cũng vậy, do cái sự thực hành của ngài ở trong quá khứ tương tự với là cái sự thực hành trong hiện tại, cho nên ngài đã thực hành rất là nhanh với một cái nhiệt tâm tinh cần và cái niềm tin, cho nên ngài có thể chứng đắc đạo quả khi ngài còn là một cư sĩ, mặc dù khi đó ngài không có biết chữ, ngài không phải là một người có học thức. Theo trong kinh sách ấy, thì